Ok, qua phòng này thôi. Đây con trò đây à. Đây là một quỷ bị bánh trứng buổi này mà là còn dùng cái nồi này à, chưa hết Tết mà. Qua phòng này xem sao. Này là phòng à, nhớ rồi, cái phòng này đây. Ở đây có cái quay để mình mở cái cánh cửa này ở đường hầm này. Mình thả ra mất rồi. Bây giờ làm nào? Bỏ lại thôi. Chưa đi đường hầm này lúc nào thì phải. Nó đều cho mình bỏ lại ạ. Cái nhỉ. Đây. Cái tay quay bỏ dịch dầu đây. Dầu thủy lực. Tay quay thủy lực.